Huấn Hoa Hồng với chú Dũng Trọng ai giàu hơn? Tất nhiên là Huấn tuổi trẻ tài cao. Chú Dũng thì chú mới đi đánh án về, làm sao mà có gì đâu. Chú về bao nhiêu năm coi như là mất hết rồi. Huấn thì 3 năm ở ngoài là phát triển như rồng như hổ, khủng khiếp. Phải nói Huấn là một người tài đấy. Nhưng mà con người thật ra nó ăn nhau cái hậu vận anh em ạ. Chứ còn sướng trước khổ sau thì chưa phải là tài, chưa tài đâu. Nó phải là khổ trước sướng sau thế mới ngầu. Ok anh em nha, tôi thấy ông Dũng hậu vận cũng tốt hơn Huấn đấy. Chú Dũng Trọng ấy, hậu vận cũng tốt đấy. Ok anh em. Rất là quý chú Dũng Trọng và Huấn Hoa Hồng nhá. Huấn Hoa Hồng với chú Dũng Trọng ai giàu hơn? Tất nhiên là Huấn tuổi trẻ tài cao. Chú Dũng thì chú mới đi đánh án về, làm sao mà có gì đâu. Chú về bao nhiêu năm coi như là mất hết rồi. Huấn thì 3 năm ở ngoài là phát triển như rồng như hổ, khủng khiếp. Phải nói Huấn là một người tài đấy. Nhưng mà con người thật ra nó ăn nhau cái hậu vận anh em ạ. Chứ còn sướng trước khổ sau thì chưa phải là tài, chưa tài đâu. Nó phải là khổ trước sướng sau thế mới ngầu. Ok anh em nha, tôi thấy ông Dũng hậu vận cũng tốt hơn Huấn đấy. Chú Dũng Trọng ấy, hậu vận cũng tốt đấy. Ok anh em, rất là quý chú Dũng Trọng và Huấn Hoa Hồng nhá.